đứa con. Ba mẹ của anh em không người chết. Và các anh em thì hình ảnh còn được lại đó là ảnh của ông Nguyễn Văn Tài đây ạ. Tức là hay còn gọi là điện thoại ảnh của ông Nguyễn Văn Chức, là Nguyễn Thị Thanh, người đây. Và cũng chính những người này đã chiến đấu đến cùng trong trận nguyên tử ngày 16 tháng 2. Và những nông cụ mà họ sử dụng để chống Pháp thì các anh chị thấy đây là mát, nồng phản, rồi xà beng,